trai Say Hi chính thức lên sóng vào tháng 6 năm 2024. Thật ra đó không phải là ăn trộm đâu, mà là ma cây nó trội á. Mới bắt đầu mới quyết định là đi coi thôi, chặt cây me nó đi để cho cái cây me đó không cho ăn trộm cho nó để hái nữa. Thì chặt cái cây me thì trong cây me chảy máu. Nguyên cây me máu không? Lo ngủ, nước chảy nữa. Anh vô anh tắt xong rồi. Anh ngồi dậy, là anh tắt nữa, anh nói thôi, mấy cha mấy mẹ con tới đây đi làm. Và bây giờ con ngủ sáng mai con bay sớm, con không làm phiền hại ai. Con có quậy gì mấy anh mấy chị đi không? Để tôi ngủ. Mà xong là ngủ được tới sáng luôn. Bị liệu à? Thôi tôi không có ý kiến ai đó. Hai cái chập vô đúng không? Rồi hai cái chập vô luôn. Để anh ấy này cho. Dạ cứ đứng đó. Đúng rồi. Dạ cứ đứng đó cho con. Đúng rồi, hai nô tỳ này làm đi. Thua là tại hai người đó. Bụi nha. Phải không? Đó. Hay quá. Vậy thì anh sẽ cho bé danh gì của anh ngủ ở đây. Ủ kế anh. Chú ơi, bụng bụng xuống em ơi. Bụng chứ. Ủa anh chết mình xin người luôn em. Đó. Trời ơi. Quá đã, tém mùng vô em. Khu nhà em ngủ mệt không, giờ ngủ mùng giờ chiều. À, hồi nhỏ em có ngủ thôi chứ lớn lên em đâu có ngủ đâu. Ở đây có bạn nè. Được cái quạt không chạy luôn, ở tấm điện đâu chạy. Ok. Trời ơi mày. Rồi thôi ngủ rồi. Ôi trời ơi. Phê quá. Ngoài kia đang tập tuồng. Ừ. Bắp ơi. Hey. Đã ha. Bắp ơi bắp. Ờ. Trời ơi. Nữ ơi. Em nghe. Ai vậy? Ai gọi em? Anh nè. Ủa sao vậy? Nói cái hội chợ ngoài kia tắt đèn đi ngủ được không? Để em gọi nha, em gọi xuống. Sạc 300 hả? Ờ bác hội chợ nghỉ ngơi đi. Tôi mà. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Chị Sáu. Anh Gia làm gì? Anh Gia làm gì em? Sao em? Anh nói đi, em. Tụi anh làm chủ cho em. Đúng không? Anh không làm gì hết, em mới chém. Rồi thôi. Dạ. Muốn qua đi ngủ không? Ngủ đây không? Còn cái hầm như này nè. Đúng rồi, chui xuống hầm. Dù gì đó cũng là số phận đẩy đưa rồi. Thôi. Em chúc cả nhà thu cuộc mình ngủ ngon nha. Em. Dạ. Đã bao lâu rồi em không đi bar? Tối nay em sẽ đi bar. Ảnh ngái như tiếng nhạc sập sình sập sình. Ảnh ngái như tiếng nhạc sập sình sập sình. Bú chi la đinh mơ la đinh mơ la đinh. Ngái dữ lắm hả? Ngái dữ nha, ngái ba đời. Ba đời vậy luôn. Một ngái sao mà vậy? Trời anh khó ngủ quá. Có gì nữa, ồn quá đóng cửa lại thôi. Chúc mọi người ngủ ngon, bye bye. Ngủ ngon nha Jenny. Mình lúc mà mình chạy xe từ đây ngoài kia vô á, mình thấy có mấy cái kênh này nè, sau hai bên là cây không? Đúng rồi. Hồi xưa ông ngoại em á là tối ban đêm đi canh vườn cho người ta. Đó, mà cứ hễ đi mà ngang con đường là vườn cây vườn trồng cây me. Vườn trồng cây khác nhưng mà riêng cái chỗ đó chỉ có một cây me to lắm. Thì mỗi lần bơi ngang cái chỗ đó ban đêm đi canh vườn nó sợ ăn trộm á là luôn bị chọi me xuống. Mà cứ tối nào cũng bị chọi xuống như vậy mà không bao giờ bắt được ăn trộm. Thì ông ngoại em mới coi người ta nói rằng là nó thật ra nó không phải là ăn trộm đâu, mà là ma cây nó chọi á.
mới bắt đầu mới quyết định là đi coi thôi chặt cây me nó đi để cho cái cây me đó không cho ăn trộm cho nó để hái nữa. Thì chặt cái cây me thì trong cây me chảy máu, thì chặt cái cây me thì trong cây me chảy máu, nguyên cây me máu không, nguyên cây me máu không là máu me. Sợ quá. Cây me có máu là máu me. Máu me. Ổn đi, ổn đi. Ủa anh Sáu, chồng anh đâu rồi? Anh ngủ rồi tôi mới lén ra tiền. Anh ngáy chưa? Anh ngáy chưa? Anh ngáy rồi. Anh ngáy rồi đó. Tôi có bỏ cái viên thuốc mê. Tôi có bỏ cái viên thuốc mê. Đấy, bây giờ sao mình tém cái bụng ra để ta làm cho nó dễ không? Thì hồi đi mà cực vậy. Tém cái bụng lên. Không, tí nữa mình vô ấy lại kiểu kia. Tém bụng lại, tém bụng lại. Ok rồi. Rồi nha. Ok. Rồi xem mình đi đâu ha. Bây giờ chúng tôi đi từ Cà Mau. Đi từ Cà Mau. Đúng. Đi chú đi đâu? Tôi đi lên thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang. Còn chú? Tôi về Ba Rịa. Ba Rịa. Ba Rịa. Ba Rịa. Ba Rịa bay ngay. Ông anh vô tính. Ông anh văn miếng cái tôi cười đẻ luôn á. Ủa? Chết rồi chồng vậy rồi, chồng vậy rồi. Sao chồng vậy rồi? Chồng đi kiếm mà đi vô đi. Chồng thì la đó. Nè cái dây rúng không chị? Ê nó chứ tối khỏi văn mùng được không? Nó nóng rồi. Ngày không sao đâu. Rồi nó thiêu anh chết luôn á. Chị đâu chết rồi tính tiếp. Ở đây trời trời thoáng mà. Mình vô mình đâu. Cướp mấy quạt. Em có quạt nè. Đây. Mọi người vô quạt ngủ đi. Vô. Đây có quạt. Để cho anh em về ngủ đi. Không. Đây qua kia ngủ đi. Trời nóng. Là đưa cái này lên. Ok. Mời ngủ đi. Chị nào nó bị ấy rồi ấy xuống. Nó bị ấy rồi ấy xuống. Thôi cứ ấy đi rồi chừng nào bị ấy rồi ấy. Ok. Trời ơi, ngủ mà cảnh vật hữu tình quá nè, lắp la lắp la lắp la lắp lắm, thấy không? Đây là chuyến xe giường nằm vậy chị? Chuyến xe giường nằm. Đúng thời gian nha. Giường nằm sao tài xế cũng nằm vậy? Tài xế phải ngồi chứ. Chỉ có khách hàng mới nằm thôi. Ngồi sao ngủ hả? Một ngồi anh. Một ngồi đúng ngồi à. Đâu? Thôi ấy gì đâu. Anh dễ ngủ á, nằm cái ngủ liền rồi kìa. Vậy là ngồi sau đó. Trời ơi, chính là Kiều bên tôi. Ngủ đi, mai đi học kìa mấy đứa. Ngủ đi. Ồ, goodbye. Chúc mọi người ngủ ngon. Đây là chương trình 2 ngày 1 đêm tự do tự lo. Leng 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 leng. Anh là anh gặp thật luôn, anh gặp mấy lần luôn. Anh diễn ngoài Huế á, anh diễn event xong anh về khách sạn ở ngoài Huế, mình không tiện nói tên thôi, nhưng mà khách sạn nó rất nổi tiếng. Ở tỉnh nào cũng có. Anh khuya xong anh về lúc đó khoảng 12 giờ mấy là anh mệt rồi, tại sáng mai 6 giờ anh bay rồi. Cái anh ngủ, cái anh vô phòng, cái anh đang nằm này. Khoảng tiếng sau á, tại anh rất khó ngủ mà, tiếng sau anh nghe nước chảy á. Cái giò nước á, giò nước chảy trong cái bồn tắm á. Tắt xong anh nằm mà nó mở ra nước chảy luôn, nước đang chảy sao mạnh không thế, là kiểu hay là chảy kiểu nước chảy giống như mình mở mình ra vậy đó bình thường á, cái đôi mình nè xem cái nè nói ủa giờ này ai gọi, Lễ Tân gọi cho mình có việc gì, cái anh ngồi dậy thấy cái nó hết, nó tắt cái nằm xuống ngủ nè, cái anh ngồi dậy bắt máy tắt, cái nằm xuống nè, cái anh ngồi dậy nó lại tắt. Anh nói rồi, chắc Lễ Tân là ghẹo Trường Giang đây, người ta biết mình mà. Alo em ơi, sao cứ gọi gì, có chuyện gì, anh không có yêu cầu khăn lạnh, khăn tắm hay gì đâu. Còn em có gọi múa. Em đang ngủ ngon. Cô Lễ Tân, em còn ngủ múa, em có gọi múa, em trực ở đây thôi. Em có gọi anh Trường Giang múa. Con em, kỳ nè. Thôi ngủ, nước chảy nữa. Ghê ha. Anh vô anh tắt xong anh ren, anh ngồi dậy là anh tắt, là anh nói thôi mấy cha mấy mẹ con tới đây đi làm, và bây giờ con ngủ sáng mai bay sớm, con không làm phiền hại ai, con có quậy gì mấy anh mấy chị đi không,
để tôi ngủ. Và xong là ngủ được tới sáng luôn. Tắm xong là không có bơi đâu, tắm bơi luôn nha anh. Anh ngủ á. Để kia để toilet cho mọi người quay đi, mình bơi đấy thiệt. Mấy đứa bơi đi, anh lớn tuổi rồi. Mấy đứa bơi đi, anh lớn tuổi rồi. Đâu anh? Đâu anh? Nhìn anh như anh nữa. Rớt rồi nè. Em về đi, mày rớt răng rồi. Sao nay gió mát mát. Về tôi làm cho một bộ mới. Thiệt. Làm cái màu cho nó căng thẳng chút tiếng, căng thẳng mỹ. Thôi nói đâu, tao chọn cho em á. Màu này là màu nhựa. Nó thích làm gì kiểu mà người thông minh á, răng dài thông minh, trí nhớ cao. Đâu, em nghe ra coi. Nhìn em giờ tự nhiên nè. Nhìn em bây giờ mới tự nhiên nè. Qua làm không? Tôi làm cho bộ. Mai hả? Cưa hả? Gỡ ra. Cưa tách phải không? Đâu làm được với em. Nghe quá, đưa anh coi coi. Ủa nhưng mà hai hàm của em nó không có đụng vào nhau hả? Ủa em về luôn hả? Em không có ấy mới hô vô hả? Anh cắn đâu ăn sao? Anh nói sao Đức? Anh... À... Mới hồi nào hôm nay luôn hả? Vừa mới biết đấy hả? Tính ra làm răng cho đẹp chứ không phải để nha luôn hả? Ông hảo vậy? Ông hảo vậy? Rớt cái răng rồi! Mày rớt răng rồi! Cái gì? Mày rớt răng xin về Sài Gòn làm lại nè! Làm răng giả chi để rớt lên rớt xuống thế gì? Thôi em để răng mai quay kệ em. Hả? Anh làm thì làm 21 giờ không biết sĩ đâu làm gì đấy. Với lại làm bộ răng á, làm răng đó phải đợi đặt hay làm. Đúng rồi, đâu phải. Không này vậy. Không, dán được thôi, dán được thôi. Mất cái răng đó rồi. Mất răng rồi. Rớt mất cái răng. Rớt mất rồi hả? Em đem cho anh đi. Em cười coi. Quay kia anh coi coi. Cái ghê quá à. Đó mình chụp mình luôn tắm đường mình. Không, em quen gì đó. Em rớt chứ cái sóng hồi nãy đó. Do bị rớt răng cho nên cái cục nó mới rơi vô. Nãy uống nước là do bị rớt răng á. Con ngủ chưa em? Con ngủ chưa? Con ngủ chưa? Anh mới về tới khách sạn thôi đó, mà là khách sạn, khách sạn để ngủ. Anh Thắng ngủ trong, Thua ngủ ngoài. Mà đều nóng lắm. Nói chung là vẫn còn quay hình tùm lum hết trơn á, chưa có rảnh đâu. Để gì hả? Nói chung quay từ liên tục mà đâu có dừng đâu. Cái gì vậy? Đúng vậy. Má thua à? Thắng chứ sao thua được. Thời tiết nóng quá à? Nóng ghê lắm. Trời nó nắng thì thôi em ơi, cháy da đầu. Sao còn mua tầm cả? Anh nằm mới lạnh mà anh phải đi xài quạt rồi nè. Em ở ngoài quận 7, gần nhà. Hả, ghế nhà hả? Dạ, chọn sạch sẽ, đẹp đẽ. Con gái ngủ đúng giờ đó. Con gái mình cứ đúng giờ là ngủ à. Ngủ đi mai đi học chứ. Hả? Dạ thưa quý vị, chúng ta cùng đến với tour du lịch nha quý vị nha. Và xem Lư Ư tiến quá như thế nào. Không có thêm lấy mày cái khăn coi. Đừng có lấy cái khăn cho nó. Trời ơi. Xin chào. Ăn gì chưa? Dạ có, em ăn chay cho nên là không có ăn gì. Tốt. Ăn gì chưa? Chưa. Thế này ăn gì chưa? Em ăn bánh. À, cũng nói chung là chưa ăn tối đúng không? Giờ này mình chỉ quán khuya được không ạ? Bây giờ hả? Đó, nói chung là thì đó, tôi ráng đợi xíu còn hai tiếng mình được ăn rồi hả? Đúng. Đi đâu? Không. Mọi người phải biết là đi quay một cái chương trình nó rất là cực khổ mọi người ạ. Nó rất là nhiều ekip với nhiều người rồi, bộ phận nó đông, rồi thời tiết, rồi mưa gió, rồi nãy kia cho nên là nó cũng rất là khó khăn. Đó. Trong thời gian chờ đợi mình qua mình đánh đàn chút được không ạ? Thank you.
Nhưng sự thật là ok ha. Rồi. Sao cửa tự nhiên đóng vậy? Ôi sao cúp điện nữa kìa. Ủa là sao? Thôi Lâm ơi, vô đây nằm với anh đi. Khùng quá. Mày còn nằm ngoài kia đây. Khùng quá. Em quý anh. Lâu rồi chưa nằm kế anh. Không mà. Mà em không biết được anh Lâm. Khùng quá. Sợ cả Lâm luôn. Cái đợt mà quay phim đến giờ đã được nằm gần anh đâu. Sợ đi một đi. Em hồ cho vui thôi. Sợ mày ra lè luôn rồi kìa. Khùng quá. Mặt mày ra lè kìa. Thôi đi ngủ đi. Sáng quá. Hả? Đi được nhanh quá ta. Không, mình nô đùa nãy giờ nên chạy lắm. Không, sợ đó. Nhanh, không quá. Sợ đó. Đắp mệt đừng có để hỏng giò ra ngoài nghe chưa. Người
đu không à. Mày bẻ tay anh được không anh? Bây giờ Tâm, bây giờ mà có ra ngoài kia thì chắc tôi chết mất đánh cậu ạ. Vừa nóng lại còn sợ. Cái gì? Vừa gì? Vừa nóng lại còn sợ. Tại chỗ đây lỡ giỡn quá. Ngoài kia bối cảnh nguy hiểm hơn. Ngoài kia không thuận buồm xuôi gió làm gì. Đêm đâu em? Đêm hôm đó Đào về nhà, nó định đánh con lô 89. Về con 90. Nhưng lại xuống thay về con 98. Ngày hôm sau Đào tất tưởi đi đánh con 98. Lần sáng nó vô viên nha. Mày vô tới 12 giờ là có dông giết nữa. Mát quá vậy? À, nhờ, trời chứ mưa đó. Mưa, gió lắm. Anh đang sợ là tới chỗ đó sẽ mưa luôn á chứ. Mưa đi cho mát ăn. Ăn sao quay? Được hết đó, quay phim lo mà. Mấy bạn quay phim cũng thích điều này. Thôi, cái đó mình là diễn thôi. Mưa đi, mưa đi. Đang vui thì cứ nói chuyện buồn. Jennifer, hãy gọi mưa về đi. Điên. Jennifer, hãy gọi mưa gió bão về đi con. Anh đang ngồi ở quê là làm những cái việc đấy thật đấy hả? Đúng rồi. Hồi và chưa livestream, chưa làm diễn viên hả anh? Để cái tay vô trong. Để cái tay vô trong. Nhà được anh cưới hết người, được rồi, được rồi. Năm ơi, cầu được ước thấy thế này. Đó, nhưng mà mình còn di chuyển xa lắm. Đúng rồi. Mà với bầu trời đen hết này thì chỗ nào cũng mưa nha. Tương lai tươi sáng. Tối nay mà mưa kiểu này mà ngủ ngoài đường nữa thì ngon quá nhỉ. Là nghề dò cha ước lệ. Quá. Dò chả mất chưa hỏi à. Dò chả ước lễ bây giờ mới có nè. Hồi nãy á, là đội kia lúc mà đi xuất phát á là không có máy lạnh, phải mở cửa kiến ra. Em nghĩ là đúng ra mà thua á là phải cho đi bộ. Ừ. Chứ mà đi xe là cũng mở kiến thì cũng bình thường. Bình thường thôi, thôi bây giờ trời này nè, ui ui cũng đâu có gì đâu, cũng đâu bị nóng đâu. Bộ hoặc là đi xe đạp. Đúng. Ừ. Đi xe đạp. Cảm giác mà mình đoàn mình đi trước rồi bốn người đạp xe đằng sau nó dễ thương lắm. Dễ thương, thú vị. Ừ đúng rồi, nó có nhiều. Hoặc là nhỏ hơn cho party, hoặc là chụp phán trường đi, nhân đạo vậy đi. Nhân đạo quá. Mà trời mưa vậy không biết bị ướt không ta. Bài đấy của anh. Hai ba. Rồi hay ghê quá. Không sao đâu đây. Dễ thương lại. Ok mà nó ok mà kìa. Lầy luôn. Dạ. Trời ơi, cái anh đèn nó ghê quá à. Lạnh quá đi, lạnh quá chương trình ơi, lạnh quá. Vậy em gọi câu là hay liền. Câu gì anh? Trả mạng lại cho ta. Trả mạng lại cho ta. Qua đây là điên hoài. Nó có con rồi. Con nó coi chương trình này, nó nghĩ ba nó làm sao? Nghĩ ba điên chứ sao. Ôi anh ơi, mưa tạt thiệt rồi. Vì mưa quá cho nên là chắc là sẽ đóng cửa lại. Hả? Mưa quá đóng cửa lại. Không được. Nè. Ấn vào đây. Mưa rồi, mưa rồi. Để đi. Không, quay đi, quay luôn đi. Quay ướt luôn. Quay ướt luôn mày. Quay đi về đâu dựng theo lắm. Ủa dựng không, dựng ướt đi. Miễn dựng vui được rồi. Vui không? Vui. Vui quá trời. Vui. Anh như tạm bên đây rồi, nó không tạm bên đây thôi. Xem đây đi, xác qua phải nè, xác qua phải nè. Ok. Ok. Ướt bên này. Trời, bên này không ướt lắm, bên này không ướt lắm.
Nghĩa là chỗ đấy là chỗ của em đấy. Chiều nay anh lại tranh giành. Đây là bác tài xế cho mình một cái khăn. Lắm. Sao xe là anh? Sao xe ra đường nào đâu? Đâu có biết. Rồi. Có mùi hương nha. Cho lưỡi xem bên kia kìa. Hai. How do you do? How do you do? Có cần làm cho ta sợ không? Dạ mà đó. Qua đi chơi. Đi không? Hôm nay ông lầy rồi. Đi không? Nhìn về. Xem có đường. Ôi trời ơi, chạy luôn. Đèn luôn. Tao. Sao hỏi là đúng cái đèn. Rồi mất mất đèn thì em đúng con đó. Vion phiên bản toàn cầu, miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên.